đến hầm The Gallery nhá, Điện Biên Phủ. Hầm The Gallery. Không được vốc mấy cái ông tướng giặc này chém bỏ cái áo ra. Xuống đi. Em ơi, hết rồi thì em phải làm. Nhé. Còn bây giờ thì tập kết đã làm việc thì mong là các anh sẽ tập trung lắng nghe thuyết minh, mặc dù nó là điểm của về phía Pháp nhưng mà mình lắng lại mình nghe rất là tuyệt vời ạ. Nhiều đoàn đã nhận xét là đúng như thế thật. Xin mời nhà mình sẽ dừng chân ở phía gian trong ạ, để một lối đi giữa cho các đoàn khác họ di chuyển qua. Dạ vâng, em cứ nói thôi nhá, còn ai nghe thì nghe nhá, nhưng mà ai nghe thì cứ thật tự giúp em, còn nếu mà làm việc riêng thì ra phòng khác ạ. Dạ vâng, xin kính thưa với đoàn, cấu tạo hầm The Cát mình quan sát thấy trước đây là những bao tải cát, những phiến gỗ và liêm tre. Thế nhưng để bảo vệ được di tích và phục vụ được khách tham quan thì chúng ta đã thay thế chất liệu từ những bao tải cát rồi liêm tre hay là những phiến gỗ tròn như thế này, hiện nay đã được thay thế bằng chất liệu xi măng rồi. Hầm The Cát có 4 gian và gian đầu tiên bên tay trái lối vào đó chính là nơi làm việc của thiếu tá Lê Ốt và đại úy Mê Hay, hai tham mưu phó của tập đoàn. Thế còn nơi hướng dẫn viên đang dừng chân, đây là nơi làm việc của trung tá Pirot, chỉ huy pháo binh của Pháp. Khi này Bộ trưởng các quốc gia liên kết Marc Janquet của Pháp lên thị sát Điện Biên Phủ đã gợi ý với trung tá Pirot rằng Pirot có cần lấy thêm pháo không thì ông ta đã từ chối, thậm chí còn huênh hoang và ngạo mạn tuyên bố rằng pháo binh ở Điện Biên thế là quá mạnh rồi, nếu pháo binh Việt Minh tấn công vào đây tôi xin lấy danh dự thề rằng chỉ cần 5 phút sẽ khóa họng pháo Việt Minh lại. Nhưng trong đợt tấn công thứ nhất của chúng ta vào cứ điểm Him Lam, chỉ sau hơn 5 giờ đồng hồ chiến đấu, chúng ta đã hoàn toàn làm chủ cứ điểm này. Lúc này Pirot rất bất ngờ, không hiểu vì sao pháo binh của Việt Minh ở đâu lại nhiều và mạnh đến như vậy. Xấu hổ với lời nói huênh hoang của mình, đồng thời sợ bị khiển trách, chính vì vậy mà Pirot đã tự sát bằng một trái lựu đạn trong căn hầm chỉ huy pháo binh của ông ta ở phía bên kia đầu cầu Mường Thanh vào đêm ngày 15 tháng 3 năm 1954. Và sau khi Pirot tự sát để trấn an tinh thần binh lính Pháp lúc 7 giờ, The Cát đã cho lấp ngay căn hầm chỉ huy pháo binh ấy và đồng thời báo cáo với Nava và cô Nhi rằng Pirot đã hy sinh trên trường danh dự. Và vâng, xin chia sẻ về Pirot một chút. Nếu như anh chị đã biết về Pirot thì biết rằng ông ta bị cụt một cánh tay trái trong một trận chiến tại Ý vào năm 1943, nhưng ông ta vẫn được giữ lại trong quân đội bởi những kinh nghiệm và chuyên môn rất giỏi của mình. Xin mời. Trong Việt Nam tác hiện hết. Các bộ là không nhỉ? Các xã của chúng ta hoạt động mạnh đã hoàn toàn làm chủ bầu trời Điện Biên Phủ và không một máy bay nào của Pháp có thể hạ cánh được bởi chúng ta đã cắt đứt được đường băng sân bay Mường Thanh. Chính vì vậy mà máy bay của Pháp đã phải bay cao trên 2.000 mét để thả dù hàng và hơn nửa số dù hàng ấy đã rơi lạc vào trận địa của chúng ta, vô tình đã được Pháp tiếp tế rất nhiều lương thực và đạn dược trong chiến dịch này. Và quá cay cú với những thất bại liên tiếp tại chiến trường Điện Biên Phủ, 14 giờ ngày 25 tháng 4 năm 1954, The Cát đã huy động 4 chiếc máy bay Dakota ném bom vào trại tập trung Nong Nhai, cách lòng trào Điện Biên Phủ khoảng 4 đến 5 km về phía nam. Và khi đó, ở trong bản đang diễn ra một đám tang đưa một người xấu số. Vậy là 444 người dân vô tội đã bị sát hại, trong đó đa số là phụ nữ, người già và trẻ em. Một cảnh tượng đau thương kinh hoàng đã hiện ra trước mắt, đâu đó những tiếng gào khóc, bố ơi, mẹ ơi, chết hết rồi. Đó chính là một ngày đau thương nhất của nhân dân Điện Biên Phủ trong chiến dịch này. Và để tưởng nhớ tới những người dân vô tội đã bị sát hại ngày hôm ấy thì ngày nay tỉnh Điện Biên đã xây dựng khu hận thù Nong Nhai. Ở đó có một hình tượng một người mẹ dân tộc Thái bế một em bé trên tay còn rất nhỏ thế nhưng đã bị chết, vô cùng đau xót cay trẻ. Xin mời nhà mình di chuyển tiếp sang gian thứ ba. Dạ vâng ạ, và người đến ngăn thứ ba ạ. À, xin kính thưa các anh chị, ai đã đến hợp The Cát lần thứ hai rồi ạ?
Vâng, cảm ơn anh. Anh còn nhớ ngăn nào là ngăn làm việc của tướng Đờ Cát ở đây không? Trong hai ngăn phòng này ạ, ngăn thứ ba đây. Trong hai ngăn phòng này sẽ có một ngăn phòng là nơi làm việc của tướng Đờ Cát ở đây. Không, tướng Đờ Cát ngồi bên kia. Chắc chắn chưa anh? Chắc chắn ngồi bên đấy. Chắc chắn rồi gì ạ? Thế còn các anh chị khác ạ? Theo như cảm nhận của mình. Bây giờ 50 chạy nhanh được. Cạnh cửa này chạy cho nhanh. Vâng, khá thông minh rồi nhà, chọn 50 50. Cái chỗ mà tướng Đờ Cát mà giơ tay hàng đi cửa chứ. Dạ, cửa này anh ạ. Dạ, vâng ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ. Trong hai ngăn phòng này có một ngăn phòng là nơi làm việc của tướng Đờ Cát ở đây. Và vâng, chính xác, đó chính là nơi làm việc của tướng Đờ Cát ở đây. Còn phía bên đó là nơi làm việc của tham mưu trưởng Kenler. Và đây là ngăn phòng kém may mắn nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Bởi chiến dịch diễn ra trong 56 ngày đêm, chính phủ Pháp đã phải thay 5 lần tham mưu trưởng do mất tinh thần trước sức tấn công của quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng đã phải trở về nước. Thế còn đây là nơi làm việc của tướng Đờ Cát Tơ Ri. Ai tưởng là ngồi bên này? Dạ vâng, Đờ Cát Tơ Ri, họ tên đầy đủ của ông ta đó là Christian Marie Van Dillon de la Dora Đờ Cát Tơ Ri. Ông ta sinh ngày 11 tháng 8 năm 1902 trong một gia đình quý tộc tại Paris, nước Pháp. Lên Điện Biên Phủ vào ngày 7 tháng 12 năm 1953, nhận chức cựu chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với quân hàm đại tá. Lúc này rất nhiều các sĩ quan Pháp Mỹ đã đặt cho Nam Vang một câu hỏi rằng tại sao chỉ huy một tập đoàn quân sự quan trọng bậc nhất Đông Dương lại trao quyền chỉ huy cho một vị đại tá như vậy? Thì Nam Vang có trả lời rằng cả tôi và cô Nhi đều không trông lon mà xét người. Chúng tôi không lấy gì sùng bái những ngôi sao cấp tướng và tôi tin không ai làm tốt hơn được. Sở dĩ Đờ Cát được sự tin tưởng tuyệt đối của Nava và cô Nhi bởi ông ta được sinh ra trong một dòng tộc có truyền thống làm binh nghiệp, và trong dòng họ của Đờ Cát đã có người giữ từ chức thống chế bộ trưởng hải quân Pháp. Đờ Cát là người có tài, dũng cảm, gan dạ, rất thông minh và ưa mạo hiểm. Ông ta từng là một sĩ quan kỵ binh, ngoài ra có cả bằng lái máy bay dân dụng. Đờ Cát đã hai lần đoạt giải vô địch thế giới môn đua ngựa nhảy cao nhảy xa vào năm 1933-1935. Thường ngày, Đờ Cát luôn đội một chiếc mũ calo màu đỏ, quàng chiếc khăn vàng rực rỡ để thể hiện tính phóng khoáng và hiếu chiến của mình. Nhưng trong một trận phục kích thì Đờ Cát đã bị thương nặng gãy chân, phải hồi hương để chữa bệnh, và sau chấn thương ấy, Đờ Cát đã luôn mang bên mình một chiếc gậy ba to với một dáng đi khập khiễng. Vào ngày 15 tháng 4 năm 1954, khi chiến sự tại Điện Biên Phủ rơi vào giai đoạn gay go và ác liệt nhất, lúc này chính phủ Pháp đã quyết định thăng cấp tướng cho Đờ Cát và thăng quân hàm cho một loạt sĩ quan tùy tùng của Pháp tại Điện Biên Phủ nhằm lên dây cót tinh thần cho chúng. Thế và cô Nhi đã điện thoại chúc mừng Đờ Cát và nói rằng tôi đã gửi lon thiếu tướng cùng 200 chai rượu cô nhắc và đồ mừng cho ngài. 52 nhà báo đang tập trung tại hai đội để theo dõi, cả nước Pháp đang chờ tin thắng trận của ngài. Nhưng thật trời trêu cho Đờ Cát rằng dù hàng có lon thiếu tướng ấy đã bị thất lạc, không gặp chịu số phận hâm hiu của mình tại đây, Đờ Cát đã ra lệnh cho binh lính gò những mảnh thiếc từ đồ lon vỏ hộp thành ngôi sao cấp tướng để đeo tạm. Thế còn rượu cô nhắc đã được thay thế bởi các loại rượu khác giữ lệ khi chạm cốc chúc mừng. Và đúng 17 giờ, lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận. 15 giờ thì lệnh tổng công kích trên toàn mặt trận của ta được phát động. Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức thành 3 mũi tấn công như những gọng kìm siết chặt vòng vây và sông thẳng vào căn hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát Tơ Ri. Khi chúng ta vào đây thì các gian hầm trong phòng vẫn sáng choang ánh điện, hầm vẫn chất đầy bánh mì, sô cô la, đồ hộp. Trên bàn của Đờ Cát còn la liệt những chai rượu vẫn đang uống dở ngổn ngang câu chén. Đờ Cát vẫn ăn mặc chỉnh tề, đầu đội mũ cao đỏ và trong bộ quân phục mùa hè ngắn tay màu vàng nhạt, trên ngực ông ta vẫn đeo một cặp huân chương. Thế nhưng vị chỉ huy có dáng dấp giống một vị hoàng đế La Mã ấy nay đã không giữ được vẻ ngang tàn hống hách như trước kia nữa, mà đã phải theo lệnh của đại đội trưởng Tạ Quốc Luật cùng với 20 sĩ quan tùy tùng của ông ta đã phải ra khỏi căn hầm Đờ Cát giữa hai hàng họng súng của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Vâng, thế và sau khi bắt sống tướng Đờ Cát tại đây, đại đoàn trưởng Lê Trọng Tấn, đại đoàn 312 đã điện về sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ nằm tại khu rừng Nguyên Sinh Mường Phăng báo cáo đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và ngay lập tức đại tướng đã ra lệnh mang ảnh của Đờ Cát ra để đối chiếu, đồng thời chúng ta phải kiểm tra quân hàm chữ ký đề phòng Pháp cháo chỉ huy. Sau khi xác định chính xác, tin bắt sống tướng Đờ Cát đã được lan đi khắp chiến trường trong tiếng reo hò vang dậy của những đại đoàn quân chiến thắng. Và đúng 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho các đại đoàn trước khi tham gia chiến dịch đã được vắt cao trên nóc hầm Đờ Cát, tung bay giữa chiều hè tháng 5 lịch sử, báo hiệu giờ chiến thắng sắp tới. Sau khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, toàn bộ tù binh của Pháp được ta đưa về trại giam Thanh Hóa, còn riêng Đờ Cát và 20 sĩ quan tùy tùng của ông ta đã được đưa về trại giam Na Hàng, Tuyên Quang.
ngày 3 tháng 9 năm 1954, được Cát được trả tự do tại trại giam Việt Trì, Phú Thọ. Ông ta đã được thả nhờ hưởng chính sách khoan hồng của quân đội nhân dân Việt Nam. Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, Đờ Cát còn tham gia một trận chiến nữa tại Andery. Vào năm 1959, Đờ Cát đã hồi hương. Khi hòa bình lập lại, ông ta có một nguyện vọng sang Việt Nam và lên thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ năm 1984. Thế nhưng nguyện vọng của Đờ Cát không thực hiện được. Và vào năm 1991, Đờ Cát đã qua đời tại Paris, nước Pháp. Khi đó, Đờ Cát tròn 89 tuổi. Và để thực hiện nguyện vọng của cha mình thì con gái của Đờ Cát đã sang thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ của cha vào năm 1994. Dạ vâng, xin mời nhà mình di chuyển. Thưa các anh chị, ngăn thứ tư của di tích hầm Đờ Cát ạ. Trong hai ngăn phòng này sẽ có một ngăn phòng là nơi làm việc của nữ thư ký của Đờ Cát ạ. Nữ duy nhất đấy. Vâng, nếu như là tướng Đờ Cát tới đây ạ, mình sẽ chọn cho nữ thư ký của mình làm việc ở phía bên kia. Hay ở phía bên này ạ. Bên đấy tí nhìn từ bên kia sang đấy. Bên kia. Bên kia có ghế. À, đèn chéo rồi. Nói như vậy là em đã biết rồi, đã cảm nhận được một số các anh là muốn nhìn thấy. Thế nhưng Đờ Cát lại chẳng muốn nhìn thấy đâu ạ. Chắc là nhìn thấy là không làm việc được. Thế nên rằng là Đờ Cát Sri đã chọn cho nữ thư ký của mình ở phía bên này. Và đây chính là nơi làm việc của nữ thư ký của Đờ Cát. Cô ấy tên là Môn Quốc Gáp, một cô gái rất là mảnh mai xinh đẹp, mới 28 tuổi, có một đôi mắt màu hạt rẻ. Thế mà đã được Đờ Cát đưa lên Điện Biên Phủ cùng ngày với ông ta vào ngày 7 tháng 12 năm 1953. Trước khi chuyến sự tới Điện Biên Phủ diễn ra thì hàng ngày nữ thư ký cùng với Đờ Cát luôn trên một chiếc xe dép và cô ấy làm nhiệm vụ để ghi chép. Và trong một cuốn sổ tốc ký của mình thì Đờ Cát cũng phải nhận xét rằng Popogat là một cô gái đẹp đến lạ lùng. Và khi chiến sự tại Điện Biên Phủ chính thức diễn ra, vì sợ nguy hiểm đến tính mạng của nữ thư ký, chính vì vậy mà Đờ Cát đã ra lệnh cho cô nữ thư ký này phải lên chuyến máy bay đầu tiên chở thương binh về Hà Nội vào ngày 14 tháng 3 năm 1954. Nói như vậy, mình liên tưởng một chút ạ, ngày trước đó là ngày gì? Ngày 13 tháng 3, đó chính là ngày chúng ta tiêu diệt cứ điểm Him Lam, thì ngay ngày hôm sau, Pháp đã có thương binh về Hà Nội và Đờ Cát đã ra lệnh cho cô gái này phải về Hà Nội cùng với chuyến bay chở thương binh ấy để an toàn về tính mạng. Và sau này không có một tài liệu nào nói về cô nữ thư ký này nữa. Thế còn đối diện với nơi làm việc của cô nữ thư ký ạ, phía bên đó chính là nơi làm việc của bộ phận thông tin địa đài do đại úy Dorin và đại trưởng Mi Liêng chỉ huy. Vào ngày 3 tháng 5 năm 1954, Canapa và Cô Nhi đều nhận định rằng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ không còn đủ sức chiến đấu nữa và đã bàn với Đờ Cát một kế hoạch rút chạy sang bên Thượng Lào. Kế hoạch ấy mang tên chìm biển, nhưng kế hoạch của Pháp không bao giờ thực hiện được trước sức bao vây và tấn công như vũ bão của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Và trước khi bị bắt thì tại đây Đờ Cát đã có một cuộc điện thoại cuối cùng với chỉ huy của ông ta tại Hà Nội và Đờ Cát đã nói rằng Việt Minh đang có mặt tại khắp mọi nơi, họ chỉ cách vị trí đang tôi đang đứng nói chuyện với ngài đây chừng vài mét, tôi đã cho phá hủy triệt để và không đầu hàng. Ở đầu dây bên kia cô Nhi nói, tướng quân, tất cả những gì ông đã làm được đều rất tốt, không được để bị bắt sống, không được đầu hàng mà phải tự sát, cả nước Pháp sẽ ghi nhớ công lao của ông. Phía đầu dây bên này, Đờ Cát đã dập cốt dày đứng nghiêm và hứa với cô Nhi bằng một giọng cảm động rằng sẽ tử thủ tới cùng. Thế nhưng cũng tại đây, thì một cuộc điện thoại tiếp theo với vợ mình, Đờ Cát lại hứa với vợ sẽ trở về và trở về bằng bất cứ giá nào. Đúng như vậy, Đờ Cát đã trở về, nhưng trở về với tư thế của một kẻ bại trận đã được thả nhờ hưởng chính sách khoan hồng của quân đội nhân dân Việt Nam. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta đã bắt sống được bộ chỉ huy của đối phương với số lượng tù binh khá lớn. Khoảng 10.000 tù binh. Trong số tù binh đã bắt sống tại Điện Biên Phủ, duy nhất chỉ một nữ tù binh người Pháp, đó là nữ y tá Geneva de Gala. Sau khi bị bắt làm tù binh, cô ta đã gửi thư ngay tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin nhận được sự khoan hồng cho những thương binh nặng và cho cả chính cô, và đã được chấp thuận. Vào ngày 21 tháng 5 năm 1954, toàn bộ số thương binh nặng và cô nữ y tá đã lên chuyến máy bay rời Điện Biên về Hà Nội trong niềm vui và hạnh phúc. Trước đó, cô ta đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, cảm ơn quân đội nhân dân Việt Nam đã đối xử rất tốt và chăm sóc chu đáo đối với tù binh và thương binh của Pháp. Sau khi trở về nước, thì cô luôn ủng hộ các phong trào tại Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2003, khi ở tuổi 80, bà Geneva de Gala còn cho ra mắt một cuốn hồi ký Một Phụ Nữ ở Điện Biên Phủ, trong đó có đoạn viết: cho dù thời gian đã trôi qua, nhưng những ký ức về Điện Biên Phủ vẫn luôn sống mãi trong tôi.
Dạ vâng, xin kính thưa các anh chị, sau khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ tại hầm Đờ Cát vào ngày 22 tháng 5 năm 1954, nơi đây đã diễn ra một đám cưới có 102. Chú rể là đồng chí Cao Văn Khánh, đại đoàn phó đại đoàn 308, còn cô dâu nữ y tá mặt trận Nguyễn Thị Ngọc Toản. Đám cưới được tổ chức với những chiến lợi phẩm ta đã thu được của Pháp, đó là diêm tây, thuốc lá thơm. Xung quanh bồng bềnh được trang trí với những tấm dù với đủ màu sắc khá là đẹp mắt. Nhưng trong ngày hạnh phúc và trọng đại nhất của đời mình, dưới sự chứng kiến của những đồng chí đồng đội ngày hôm ấy, hai hàng nước mắt cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Toản cứ lăn dài trên má, bởi chính trong khoảnh khắc ấy cô đã nghĩ đến và tiếc thương cho những đồng chí đồng đội đã anh dũng hy sinh. Vâng, và trong đầu cô lúc nào cũng hình dung tới những gương mặt của các chiến sĩ vẫn còn trẻ trung, thế nhưng đã bị thương nặng, rồi chút hơi thở cuối cùng trên chính cánh tay chăm sóc của mình mà họ còn quá trẻ, mới chỉ 18 đôi mươi thôi. Tất cả những điều ấy khiến cô đã suy nghĩ và tự hứa với bản thân mình rằng sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để cứu chữa cho đồng đội, cho nhân dân. Và đúng vậy, sau này cô đã trở thành một bác sĩ sản phụ khoa đầu ngành của nước ta, còn chú rể Cao Văn Khánh đã trở thành một trung tướng, phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Và đồng chí đã mất năm 1980. Còn bà Nguyễn Thị Ngọc Toản hiện vẫn đang sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Vâng, và xin chia sẻ thêm rằng sau khi giải phóng Điện Biên vào tháng 2 năm 1993, lần đầu tiên Tổng thống của Pháp Mitterrand đã lên thăm chiến trường Điện Biên Phủ. Và trong chuyến thăm ấy, Ngài Tổng thống đã chia sẻ rằng hôm nay tôi đến đây để đóng lại một chương sử, và hơn thế nữa sẽ mở ra một chương mới, đó là sự hợp tác và phát triển. Một câu nói vô cùng ý nghĩa. Dạ vâng, kính thưa các anh chị, với chỉ ít phút vừa rồi, hướng dẫn viên đã chia sẻ toàn bộ nội dung di tích hợp được khác. Vâng, sau đây thì xin mời nhà mình sẽ di chuyển đổi ra đây ạ. Và em có ý kiến một chút ạ, với đoàn mình ạ. Tiếp theo thì mình sẽ dự định đi Mường Phăng. Thế nhưng hướng dẫn viên xin phép ở lại thành phố có được không ạ? Thì nhà mình tự đi vào đó, xong là mình dùng bữa trưa trong đó thì chiều mình quay ra có được không? Dạ vâng. Vì là em lại có chút việc bận của cơ quan ấy. Dạ, vậy thì tất cả mọi thứ đều có lý do. Đúng rồi, muốn hiện cách luôn. Lên hầm đây. Đứng ở này chụp chỗ đó được rồi này. Đấy, hầm đây. Bắc hầm. Ta mình chụp cả hầm này. Video đã dài nhá. Đây là tôi xin tạm dừng. Hẹn anh em lên đồi A1. Có gì tôi quay tiếp. Kiểu theo câu kia mình quay không.